Đối với các bạn là sinh viên hay dân văn phòng muốn tìm cho mình một chiếc laptop 2 trong 1 mà vẫn băn khoăn chưa biết chọn sản phẩm nào, thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc laptop 2 trong 1 đến từ Lenovo với mức giá chỉ chưa đến 10 triệu đồng. Đầu tiên, về mặt thiết kế, chiếc Lenovo i520 này được thiết kế khá là đơn giản, vuông vắn. Ở mặt lưng có duy nhất một dòng chữ Yoga được in chìm ở bên góc trái, vì đây là một sản phẩm laptop 2 trong 1, cho nên anh em có thể lật được máy ở mọi tư thế, từ đặt nằm trên mặt bàn, dựng túp lều hay lật hẳn ra đằng sau để biến chiếc máy của mình thành một chiếc tablet thực thụ. Sau khi lật máy lên thì thứ đầu tiên anh em nhìn thấy đó chính là màn hình. Màn hình của máy có kích thước 14 inch với viền hai bên khá là mỏng. Đây cũng là màn hình cảm ứng, tuy nhiên độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD cộng, cùng với đó là góc nhìn nó không thực sự xuất sắc. Nó vẫn là phù hợp với những anh em không đòi hỏi quá cao về màn hình. Một điểm đáng khen chiếc laptop này đó chính là về bàn phím. Các phím được ôm cong nhẹ, có độ nảy tốt, khoảng cách giữa các phím hợp lý, và đặc biệt được trang bị đèn LED giúp các anh em làm việc trong môi trường chiếu sáng một cách hiệu quả hơn. Trackpad cho cảm giác tracking tốt, mặc dù mình là người hay ra mồ hôi tay, tuy nhiên vẫn không gặp bất kỳ khó khăn nào khi di trên chiếc trackpad này. Khả năng bảo mật của chiếc máy cũng rất là tốt, do Lenovo trang bị thêm một cảm biến vân tay ở ngay phía dưới của bàn phím. Mặc dù là một chiếc laptop mỏng nhẹ, tuy nhiên máy vẫn được trang bị rất là đầy đủ các cổng kết nối. Ở bên phía cạnh trái là cổng nguồn HDMI, USB 3.0, USB Type-C, jack 3.5 combo. Là sang cạnh phải các bạn có thêm một cổng USB nữa, một khe thẻ SD và nút nguồn. Với pin 35Wh, máy cho thời gian sử dụng khá là tốt, trung bình rơi vào khoảng 3.5 đến 4 tiếng. Và đây là một chiếc laptop được tập trung khá là nhiều về trải nghiệm sử dụng, cho nên cấu hình theo máy cũng khá là đơn giản. Máy được trang bị chip Intel Core i3-7130U với 2x4 luồng xung nhịp tối đa đạt 2.7GHz, 4GB RAM cùng 1TB HDD. Một cấu hình khá là cơ bản, phù hợp với các anh em làm văn phòng hoặc giải trí nhẹ nhàng. Còn việc chơi game thì mình nghĩ chỉ là để trải nghiệm thôi. Các tựa game như LOL hay FIFA Online thì vẫn có thể chơi được nếu anh em biết setting một cách hợp lý. Với cân sách khoảng 10 triệu đồng, các bạn có thể nhận được một chiếc laptop 2 trong 1 cho cảm giác sử dụng rất là tốt. Đi cùng với nó là vô cùng nhiều các chương trình khuyến mãi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy tới ngay các showroom của Anpod Computer để mua chiếc máy này, hoặc click vào link mình để phía phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.